Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với Trang Chiến Bùi. Hôm nay thì em xin lên hai cây kính Cartier, hai cây kính cơn và một cây kính Cartier. Đã khá là lâu rồi em mới lên những cây kính cơn như thế này. Đầu tiên đó là cây kính cơn mã số 1, giá là 29,5 triệu. Những cây kính cơn ngày hôm nay thì em lên nó đều là cơn chữ nhỏ. Chiếc kính cơn này trong cái tình trạng nó còn rất là đẹp, thành vác khá là vuông vắn. Nước vàng còn rất là đẹp, chuôi ve khá là trong. Mắt của nó thì là khá là đẹp. Tất nhiên là những cái mắt đời xưa thì nó cũng không thể tránh được những cái vết lông mèo, nhưng tuy nhiên cái này thì nó rất là ít. Chiếc sau em giá rẻ hơn nhiều, nó 20 triệu, nhưng mà mắt nó hơi bị xước lông mèo một chút, nó không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nhưng mà những cái kính mà nó trong cái tình trạng kính thì em vẫn là để là kính mộc, em không can thiệp nhiều. Tình trạng nó rất là đẹp. Đây là cây cơn chữ nhỏ. Đối với cây cơn chữ nhỏ này nhiều anh em biết rồi, nó là những cây kính bọc vàng 1/10 12K GF. Vàng nó rất là dày, anh em có thể nhìn thấy phần bên cạnh cái thành vách nó rất là đẹp, cái chuôi nó khá là trong, nước trong của nó là dạng kiểu trắng trắng đục. Ve này thì vẫn là một nguyên zin, tất cả là nguyên zin. Còn anh em để ý thường là rất hay bị ép lại cái ve như này, những cái ve như này rất hay bị ép lại. Cái này thì ve vẫn còn nguyên zin, rất là đẹp. Mặt trong của nó, các cái chữ của nó còn rất là đẹp. Americo Optical 1/2 12K GF. Kính còn trong tình trạng rất là mới. Nước vàng rất là óng, đẹp. Đối với những cái kính này thì em để kính mộc, còn thường anh em, nhiều anh em thì lại thích dạng kính nó sáng đẹp, thì anh em về lấy kem đánh răng đánh qua một chút thì nó sẽ sáng đẹp hơn, vệ sinh hơn. Tuy nhiên là kính cơn thì thường những anh em mà chơi lâu thì thích thường để kính mộc. Và anh em có nhớ xem một video của em về cái trường hợp của một khách hàng có nói là cái việc đánh kem đánh răng ở trên các vệ sinh cây kính nó len vào khe kính. Thực ra thì cái câu chuyện như thế là nghe cũng khá là buồn cười, nhưng mà cá nhân em đánh rất là nhiều và chưa có cây nào nó bị trong cái tình trạng như thế cả. Tuy nhiên thì cái sự việc nó cũng qua rồi thì thôi mình cũng cho qua thôi. Tiếp theo mã số 2 là 20 triệu, cũng là một cây cơn chữ nhỏ. Cái này cũng giống như cây trước thôi, nhưng mà giá của nó mềm hơn rất là nhiều, 2/3. Đối với một cây kính thì anh em có thể biết rồi, nếu anh em chơi thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố để nâng một cái giá của một cây kính. Còn nếu mà những cái cây mà nó trong cái tầm mức như thế này thì tình trạng như cây này em đánh giá thì nó cũng khá là đẹp. Nó ở trong cái phân khúc của nó, phân khúc 20 triệu nó tình trạng nó khá là ổn. Tất nhiên là các thành vách của nó sẽ không sắc nét bằng những chiếc mà 29 30 triệu được. Và mắt của nó sẽ hơi bị xước nhẹ một chút. Giá thành của nó sẽ bị xuống, còn tất cả còn nguyên zin. Ve chuôi của nó thì nó có ngả màu nhiều hơn so với chiếc trước. Những cái bộ môn này cũng rất là mong muốn là được giao lưu với anh em mà đã từng chơi kỳ kính cơn. Bởi vì thực ra những anh em mới chơi thì có rất là nhiều vấn đề, thì anh em cứ tham khảo, chỗ nào rẻ thì anh em mua. Anh em mới chơi thường quan tâm về giá thì theo em thì khi mà mình quan tâm đến cái gì thì mình cứ tập trung mình phân tích vào những cái việc như thế. Nếu mà giá thì anh em dòi giá trên thị trường, thấy nơi nào rẻ thì mua. Nếu mà mình quan tâm đến kỹ thuật thì mình cố gắng mình học hỏi và tìm mua một cái kính nó đúng với cái tầm hiểu biết của mình, cũng như là cộng với lại những cái sự tham khảo từ những bạn bè. Tất nhiên tham khảo từ bạn bè nhiều khi là anh em biết rồi, lắm thầy nhiều ma, bởi vì bạn bè của chúng ta chưa chắc hẳn là ai cũng biết hết được mọi thứ, cho nên là mình mọi thứ mình tham khảo và cuối cùng quyết định là mình là người rút tiền, cho nên mình phải là người quyết định. Cuối cùng đó là một cây kính Cartier.
À, đây là kính cây kính Cartier đính kim. Ở đây kính Cartier kính đính kim, anh em thấy ở phần phía trước là chiếc này em bán với lại giá 20 triệu, mã số 3. Mắt của nó mắt màu xanh. Mắt này nó vẫn là mắt cái mắt nguyên zin của nó, em mua từ bên kia về. Anh em có thể đính kim, thấy đính kim hai bên. Cây này rất là hiếm luôn. Dáng mắt Cartier và đính kim. Rất là đẹp. Có lẽ là cái khuôn mặt thì nó phù hợp với 62 nhiều hơn. Hoặc là mặt anh nào nó rộng rộng một chút. Hai bên càng tai thì có vẻ là vừa, nhưng mà phần phía trước này em mặt của em nó hơi bé một chút, cho nên trông nó đeo nó không được đẹp lắm. Cầu giữa của nó là 59 15 à 15 9 16. Chuôi của nó thì vẫn là 140 rồi, rất là cơ bản. Cartier thì như hôm vừa rồi thì em cũng có lên một vài cây, anh em quan tâm thì inbox những cây ba mảnh. Vâng, xin cảm ơn anh em. Hôm nay thì em có một vài sản phẩm về kính râm nó là như thế, thì rất là mong anh em giao lưu cùng với anh em. Đợt rồi thì cũng bận việc cá nhân thì gia đình, nên là em cũng ít săn được những cái sản phẩm mà nhiều hơn tự gửi tới anh em. Hy vọng là thời gian tới thì khoảng nửa tháng nữa thì đã ổn định được cái công việc của gia đình, thì em sẽ tiếp tục lên sóng những cái sản phẩm nó rất là chất và đúng với lại những cái sản phẩm mà em thường xuyên bán cho anh em. Xin cảm ơn anh em.